Xin chào tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác Lý Nhân Hà Lam các bác nhé. Đây là một bộ cấu hình và anh em lên xe hơi muộn một chút. Xin chào tất cả các bác Lý Nhân Hà Lam. Thank you các bác rất nhiều. Mong một ngày gặp lại để tiếp tục thêm một chút các bác nhé. Thank you các bác. Xin chào tất cả bác trở lại với kênh Cao GVL. Tiếp tục lại làm clip hàng lên đường các bác nhé. Xin giới thiệu với tất cả các bác, đây một cấu hình chưa đủ cho lắm các bác nhé, vẫn còn thiếu một chút nữa. Một cái cấu hình đó là một đôi cặp 725 nguyên xốp sách các bác nhé. Đó, nguyên xốp sách. Tình trạng đẹp, gọi là nguyên xốp rồi đúng không? Đấy. Một cặp liền kề seri đó là 39 đó, 39. Đây là một cặp 38 các bác nhá. Đó, cũng như hôm trước em giới thiệu với tất cả các bác. Và không thể thiếu đó là những cái dòng đẩy mà đến từ Mỹ các bác nhá. Đó là Crown. Một dòng đẩy đến từ Mỹ. Em một cục Crown, các bác xem sáng buổi sáng ngày hôm nay em vừa xuất một cục đi Cầu Giấy cho bạn Tuấn Anh. Đây là cục thứ hai đã tiếp tục lên đường, xin gửi tới anh Thái ở Lý Nhân Hà Lam. Và các bác soi qua đồ bên Cao GVL Hoàng Mai xuất sắc luôn các bác nhá. Đã soi từng mi từng tí một luôn, có căng đét luôn. Nguồn vàng tem nhung cũng như là dân các bác chơi cờ đao như lặng món này thì đây là nguồn vàng của em luôn, các bác nhìn quần cả cực mới luôn, sò vương miệng, tụ vương miệng nguyên zin các bác nhá, đẹp xuất sắc luôn. Và đã đi hai em rồi, còn chỉ còn duy nhất ba em nữa tem nhôm. Tiếp đó là một cục đẩy một con vang số AP K1200 la mã các bác nhá. Đó, hàng Tân Cường. Và sau khi tư vấn thì bác thấy rất là ok với cái mic Sennheiser 935, hàng nguyên xốp các bác nhá. Đó, hàng nguyên hộp luôn. Một trong những chất âm mà em Cao sẽ giới thiệu đến tất cả các bác rất nhiều lần, đó là ngồi đẹp, ăn ngon, giá vỉ hè thì nó là đây các bác nhá. Không đáng bao tiền nhưng đưa ra một cái chất âm rất là đáng đồng tiền bát gạo, vượt qua cả cái số tiền rất nhiều. Thank you các bác rất nhiều. Và như mọi lần em Cao cũng sẽ gửi đến một chút ca khúc để test để các bác thẩm âm về một cái cấu hình bên Cao GVL Hoàng Mai setup. Trong như này thôi cũng đã lên tới 120 triệu các bác nhá. Các bác sẽ làm một tăng nữa tầm 40 nữa, bác ấy chắc về bác phải lấy đà phát nữa. Điều kiện thì chắc là bác này bác có, nhưng mà bác cái bắn từ từ, bác không vụt cả băng các bác nhá. Xin mời tất cả các bác đến với em Cao một cái ca khúc qua cái mic 935 và con vang số các bác thẩm các bác nhá. Đó, xuất sắc luôn. Rồi, em bật cho anh. Bật lên sáu lên năm đôi ta cùng dành
trên mọi miền Tổ quốc đã luôn đồng hành tin tưởng với Cao JBL, và hôm nay lại được gặp anh Thái Lý Nhân Hà Lan ủng hộ em Cao. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều đã dành một cái lòng tin tưởng dành cho bên Cao, hứa rằng Sang Lam sẽ phục vụ các bác còn nhiều những thiết bị hơn nữa các bác nhá. Thank you các bác rất nhiều, và các bác đừng quên hãy cho em Cao xin một like.